Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Lòng Chim Minh Ông Mích. Thì hôm nay Minh Ông Mích tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái bộ sưu tập bao gồm 6 cây lồng 68 nang, có thể nhốt nuôi than nè, hay là khú nè, thậm chí là mi hót, tất cả đều ok nha mọi người. Rồi, rất là đẹp. Và đây là 6 cây thì Minh phân ra làm hai hàng, thì hai cây trên, hai cây ở phần trên nè mọi người thấy hai cây phần trên không? Thì cái form nó chỉ tầm 50 phân chiều cao, còn cái dàn form dưới thì cái chiều cao của nó thì khoảng cỡ 60 phân chiều cao. Mình tính từ dưới chân đụng đất cho tới cái nắp lồng thôi nha mọi người, bộ chảo móc mình không có tính. Thì mọi người mà quan tâm đến các cái mẫu lồng 68 đẹp độc thì có liên hệ với mình thông qua cái website minhongmich.com hoặc là cái fanpage là lồng chim Minh Ông Mích nha mọi người. Thì 6 cái lồng 68 này á, mỗi cây là nó có một cái vẻ đẹp khác nhau. Thì mình quay clip lướt sơ sơ cho mọi người coi từng cây một. Thì mọi người thích cái mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Website mình đọc rồi đó, minhongmich.com, là cái fanpage là lòng chim Minh Ông Mích. Hay là mọi người vô mọi người thấy số điện thoại á, app Zalo nói chuyện nó cũng nhanh hơn ha. Thì cái clip này mình sẽ báo giá từng cây luôn cho mọi người, cho mọi người khỏi thắc mắc, khỏi hỏi tới hỏi lui mất thời gian của mọi người ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ quay hai cây, mình sẽ quay cái gì đó thôi. Đây, ở phía trên trước đi mọi người. Quay giá từ thấp đến cao đi cho anh em đỡ thấy sốc và dễ chịu hơn ha. Đầu tiên, cây rẻ nhất trong 6 cái cây lồng 68 này đó là cây 68 chạm viền trúc thủ công, kết hợp với lại là chân cửa bợ chạm hạt tùng lọng thủng tan trơn nha mọi người. Đây, mình sẽ quay vô gần. Và cây này có giá là 4,6 triệu và đầy đủ phụ kiện đẹp cho mọi người rồi ha. Đây, đây là bộ chân chạm hạt lọng thủng, rất là nét, rất là sắc ha. Xuyên thấu nhìn rất là thanh mảnh, gọn gàng, duyên, đáng yêu. Từ nào đẹp mình cứ đưa vô hết, mỹ miều gì đó chút hồi, từ nào đẹp mình cứ vô hết đi, nhìn nghe cho nó sang, cái sang trọng cái lòng mình lên ha. Rồi, em nói đùa vậy thôi chứ thật sự ra đây những cái lòng cũng khá là sang, cũng khá là đẹp đó nha mọi người, chứ không phải chỉ là do lời nói không đâu mọi người. Đây, viền âm dương, các cái kẹp cửa sổ, các cái vanh lòng, tất cả đều chạm mắt chút thủ công ha mọi người. Nét đẹp, phần cửa, phần bợ là chạm hạt ha. Bộ trao này chạm là lạ chút, cho nó khác biệt tí xíu. Rồi, đây, đây là phần bợ bên hông. Rồi, đây, cây này có giá là 4,6 triệu full phụ kiện nha mọi người. Cây đầu tiên và là cây giá mềm nhất trong 6 cây em Minh giới thiệu cho mọi người. Rồi, tiếp theo là cũng là một cái cây hạt chút y như cây vừa rồi, nhưng mà cây này á nó có nâng cấp thêm một chút, là cái phần tan là chạm luôn ba mặt tan, cây chân là chạm luôn hạt tùng không mọi người. Thì cái giá nó chênh lệch thêm một chút xíu, cái giá nó là 5,3 triệu, 4,6 triệu full, và cái này là 5,3 triệu full nha mọi người. Đây, chạm tan thêm thì là nhìn nó thấy nó hoành tráng hơn, nó đẹp hơn một chút, thì cái giá nó hơi cao lên một chút xíu nha mọi người. Tùy cái nhu cầu của mọi người mà mình chọn cho mình một cái cây lồng ưng ý nhất. Thì nóc á, thì đây là những cây em có sẵn thì theo hình, còn nếu trường hợp mà anh nào đặt á thì có thể đặt theo cái số đo nè, 60, 64, 68, 72, 76, 80 gì đó, đặt theo số đo. Và cái nóc đôi, nóc kép gì đó, hay là nóc trơn, nóc đơn thì đặt theo ý mấy anh nha. Còn cây có sẵn trong hình thì em quay như vậy thôi ha. Rồi, 5,3 triệu. Tiếp theo cũng là một cây hạt, nhưng mà cây này cải tiến hơn, tiến bộ hơn, nhìn nó bắt mắt hơn. Đó là vàng đen, phần vàng tiếp tục là phần tre, còn cái phần đen là gỗ mun sần nha mọi người. Đây, gỗ mun sần cũng chạm tùng hạt như các cây kia luôn, nhưng mà các cái chi tiết phụ kiện thì chạm bằng gỗ mun sần cho nó có điểm nhấn, nhìn nó chắc hơn. Thì cây này có giá là 5,8 triệu nha mọi người. 4,6 triệu, 5,3 triệu và 5,8 triệu là 3 mẫu chạm hạt 68 nang. Thì tùy cái nhu cầu của mọi người như thế nào đó, mọi người chọn cho mình cây lồng theo như ý ha.
Tiếp theo cũng là một cây 5,8 triệu, full phụ kiện đẹp, thì là một cây chạm tùng nai che già chân mung luôn ha. Chạm tùng nai, cây kia tùng hạt, cái này tùng nai, giống nhau ý đúc, khác cái tích cái tùng ha. Rồi cái giá 5,8 triệu. Rồi đó là những cái mẫu cơ bản, và những cái mẫu này thì em nhận đặt sai đồ theo yêu cầu của mọi người nha. Nói chung là mọi người đặt cỡ nào em làm cỡ đó. Rồi wow, bây giờ sẽ là hai cây VIP nhất, hai cây VIP nhất trong 6 cây này. Thì tiếp theo là một cây tùng nai chân độ mung luôn, nhưng mà cây này nó VIP, nó VIP ở chỗ là mọi người để ý kỹ ha, viền âm dương 6 kẹp lòng, các cái vanh mọi người nhìn ha, em quay gần cho mọi người coi, ớt rô mung cẩn thẳng vô vành, vô kẹp, vô vanh ha, vô cầu rất là đỉnh luôn đó, nhìn rất là VIP, vô bộ trao và thậm chí là lên cái móc luôn, quá đã nha mọi người, quá đã ha, rô quá đẹp. Rồi tất cả các cái vanh này mọi người chất là miễn bàn luôn ha. Thì cây này có giá là 9,5 triệu, 9,5 triệu full phụ kiện nha mọi người, 9,5 triệu full phụ kiện VIP. Rồi đẳng cấp cao hơn, VIP hơn cây lồng viền trúc là cây tùng nai viền rô ớt mùng full. Thường thường là bên em cẩn bi mùng, nhưng mà hôm nay là năm 2021 rồi, cũng phải có cái điểm gì nhấn khác biệt cho mọi người. Thì đây, đây là một cái điểm nhấn đặc biệt của năm 2021 nha mọi người. Rồi, rất là đẹp ha. Rồi, đó là cây 9,5 triệu. Rồi, mình vừa mới quay cho mọi người 5 cây, thì tới cây cuối cùng. Cây cuối cùng mắc nhất trong cái clip này đó là cây hoa chanh, bi hoa chanh, che già. Và cây này tại sao nó mắc, thì tại vì đơn giản thôi, là do nó chạm tay toàn bộ ha. Tất cả các cây vừa rồi mình quay cho mọi người coi á, là vừa kết hợp giữa chạm tay ở thùng khung viền, kết hợp với lại chạm máy ở chân bọ cửa phù móc trao, một số cái chi tiết ha. Thì cái cây này, cái cây mà mình giới thiệu cuối cùng đó là chạm full tay từ dưới cái viên bi chân, cái hộp chùm ruột ha, cho lên tới cái phần nóc và toàn bộ chạm tay hết toàn tập. Cho nên cái độ VIP và cái độ cao cấp của cái lồng này thì nó sẽ mượt mà và nó đẳng cấp hơn cái cây nãy giờ mình quay. Và đây là cây cuối cùng mình giới thiệu cho mọi người ha. Đây mọi người nhìn, trao bi ba mặt nằm chạm hoa chanh, bánh tiêu hoa chanh rất là sắc nét, các cái vanh, vanh bi, nóc đôi, cửa hoa chanh, che rất là già, đen luôn, đẹp, chất. Rồi đây là cái phần cửa nè mọi người, chạm hoa chanh rất là nét nha ha. Và cái điểm nét nhất là ở cái phần chân, ba chân nè mọi người, che gân đẹp. Và chạm tay mọi người nhìn thấy nó có một cái điểm gì đó nó rất là sắc và nó hài hòa hơn so với một số cái mẫu chạm máy kia. Thì nói chung là mỗi cây nó có một cái giá trị khác nhau, cho nên tùy theo cái nhu cầu của mọi người mà mọi người chơi một cây lồng cho nó ưng ý là được rồi ha. Cao thấp không quan trọng, quan trọng là mình thấy ưng ý, mình thấy ok, mình thấy vui vẻ khi mình cầm cây lồng là ok. Rồi đó là cây 68 chạm tay hoa chanh Super VIP. Rồi clip cũng khá dài rồi, 10 phút rồi, thì nãy giờ mình đã quay cho mọi người 6 cây lồng 68 rất là đẹp và có thể nuôi được chè than, khú hay thậm chí là họa mi hót ha. Thì đây là những cây lồng có sẵn tại lồng chim Minh Ốc Mít. Thì mọi người quan tâm cứ liên hệ với mình thông qua cái website minhocmit.com hoặc là cái fanpage lồng chim Minh Ốc Mít. Rồi rồi đây là những form 68, thì anh em có nhu cầu đặt các cái form size khác từ nhỏ cho đến lớn thì anh em cứ liên hệ với mình.
ha, mình sẽ cân hết tất cả các yêu cầu của anh em. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.